Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ thị các bạn tham gia một chuyện góp nhận 1 tỷ token Sapu nha các bạn. Thì trước đây mình có một cái link form hướng dẫn các bạn điền, thì cái link form đó mình sorry cho tất cả các bạn, sorry cho mình nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay mọi link phương link mô tả dưới video, mình mở con bot lên nè các bạn. Mà làm lại các bạn, bấm nút start nè. Sau khi bấm start xong các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Lướt cấp trang xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, follow kênh seller nè. Rồi bạn join nhóm chat nè. Vì hả mình bận quá các bạn nên mình không có tìm hiểu kỹ. Rồi bạn cho follow kênh seller nữa nè. Rồi bạn mới đáp lên nè các bạn. Rồi bạn muốn nét tép nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn Twitter các bạn follow và đi tiếp tới tăng 3 người bạn dưới cái hashtag nha các bạn. Và người mình mở cái hashtag. Các bạn click trên phần link thứ hai mình, các bạn mở cái link form ra các bạn. Cái link form này là để khai báo tôi cần phân phối các bạn ơi. Mình bởi mình quên hướng dẫn các bạn chatbot nữa. Rồi các bạn gì copy hashtag nè các bạn. Thì các bạn chỉ làm lại khai báo lại thôi các bạn, rồi gỡ lại thôi các bạn. Không có gì hết. Rồi thì các bạn sao chép nè. Like và request tăng 3 người bạn vào inbox. Rồi thì các bạn mở inbox ra lại nè các bạn. Bằng follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho Twitter để viết cái game nha các bạn. Dự án bảo hồi nó đổi tới đó luôn hoài các bạn. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn tăng 3 người bạn mình vào cho các bạn. Rồi nha các bạn copy cái mẫu hashtag này ở bên link form nha các bạn. Và các bạn dán vào tăng 3 người bạn của mình vào trên Twitter nha các bạn. Rồi bạn test lại nè các bạn. Và các bạn lưu ý nha bạn, các bạn nhớ bình luận luôn cái các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag đó với ba người bạn, các bạn bình luận luôn cái nữa nha các bạn. Rồi sau khi bình luận xong thì các bạn trở về con bot tiếp tục nha bạn. Và để mình mở bot ra các bạn. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Còn winvnnh9 các bạn. Rồi mọi người sẽ bot nè các bạn. Tiếp tục các bạn follow minimum và gỡ lại minimum profile username. Tiếp tục con follow minimum nha các bạn. Trên minimum thì các bạn follow các bạn. Dự án này không bắt buộc các bạn. Nhiệm vụ này nè. Rồi các bạn follow xong thì các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng này các bạn, thì các bạn sẽ thấy được username mình nha các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân mình thì thấy username của mình thôi các bạn. Thì rồi các bạn bắt đáp lên bot nha các bạn. Đây nhiệm vụ này các bạn nào mà không muốn làm thì bạn bấm skip bỏ qua nha các bạn. Thì mình đã làm luôn các bạn, mình làm cho đầy đủ thông tin luôn nha các bạn. Username minimum mình là @ 5991@.com nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn bấm I am complex nè các bạn. Issue. Ê phải nó hỏi gì để mình. Đúng rồi bạn, bấm I am complex xong thì các bạn gửi địa chỉ BB Smart Chain Best 20 các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Rồi sau đó các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nè bạn. Các bạn sao chép lại nha bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè bạn. Các bạn gửi lại cho bot nha bạn. Rồi tiếp tục còn bấm balance để check số cần ta kiếm được nha bạn. Bạn lên ghép mình chia sẻ cho một bạn cái thằng. Bấm một ghép phơ ghép. Rồi bấm vào một quýt giao nha bạn. Listing up động phơ phía sale. Rồi tất cả các bạn thì để quýt giao được thì các bạn lấy chiếc phần link thứ hai của mình, các bạn mở cái link form ra để các bạn điền thông tin để tôi cần nó phân phối nha các bạn. Thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn hồi nãy khai báo trên Telegram username nào thì các bạn điền lại username nấy các bạn. Còn anh 4 số 1 nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn đã khai báo trên bot nấy nè các bạn. Còn MMO của anh. Còn Win chứ.
Mình sorry anh em, sorry cho mình nghe bạn gì hả, mình bận quá nên mình không có chatbot. Win a còng win v này nè, hết chết. Mình tưởng đâu dự án nó đưa ra không với cuộc cái liên phân phân phối mà mình quên lộn. 24680 gọi tiếp tục thì các bạn gửi là một cái link retweet nè các bạn. Thì thông tin nè các bạn, link retweet chứ hashtag nè các bạn. Rồi, các bạn mở tờ Twitter mình gửi lại nha các bạn. Rồi tất cả các bạn nhấp vào ba chữ gạch, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Quan qua tao biết chị trả lời nha các bạn. Đâu hồi nãy cái bài này nữa. Phải phải các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Các bạn qua tao biết nè. Các bạn chia sẻ cái bài này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn đếp lên nha các bạn. Theo dõi kênh minimum. Rồi các bạn dán cái link review cho đây các bạn. Tiếp tục cái địa chỉ BNB Smart Chain này thì cái địa chỉ các bạn cũng vừa khai báo trên bot thì các bạn copy lại nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain các bạn vừa ở trên bot các bạn sẽ chép lại nè các bạn. Rồi các bạn gửi lại đây nha các bạn. Rồi chị bấm gỡ nó xong nè bạn. Ok, vậy mình đã vừa hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 1 tỷ token Sapu đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.